lại gặp nhau trong video clip ngày hôm nay. Thì hôm nay mình sẽ dẫn đi các bạn đi một cái nơi rất là thú vị, đó là cái cửa hàng châu Á. Ở đây bán rất là nhiều cái đồ sản phẩm gia vị của Việt Nam. Đấy, thì sản phẩm như thế nào thì các bạn hãy cùng đi với mình nha. Mình sẽ giới thiệu cho các bạn ngày hôm nay. Ok, thì đối với các bạn đang sống ở khu vực Honda City thì đây là một cửa hàng. Đây, các bạn thấy đây là cửa hàng châu Á, nó không chỉ bán đồ Việt mà nó còn bán đồ của các nước như Thái Lan, Philippines và những nước châu Á. Thì cái ga của nó là Noda Shimachi, các bạn nhớ nha, Noda Shimachi. Thì các bạn khi bạn bước ra khỏi ga khoảng 100m thôi là các bạn sẽ bắt gặp được cửa hàng này. Thì bây giờ trong cửa hàng này có cái gì thì mình sẽ cùng với các bạn khám phá nha. Let's go. Ủa, chào người đẹp. Ok, thì bây giờ mình đi vô cũng đã buổi chiều rồi, thì cũng ít người hơn so với buổi trưa, thì mình sẽ dạo một vòng quanh đây. Đây các bạn, đầu tiên các bạn gặp nó gặp ở đây là đu đủ nhá, sấy đu đủ. Trái đu đủ Việt Nam qua đây thì khoảng 50.000 đấy, nhưng mà rất là ngon. Anh quảng cáo gì vậy? Hả? Quảng cáo kênh YouTube. Thì ở đây có rất là nhiều cái sản phẩm Việt Nam, là cái rau thì là này nè, rất là phổ biến ở miền Bắc này. Đấy, thì các bạn cũng có thể tìm mua ở đây. Và cái là hành tím này. Cái này là các bạn có thể chụp này. Đây, ui giời. Ui, mít sấy này các bạn ha. Có luôn nhá. Rồi, các bạn ăn phở thì cũng có cái sản phẩm như là bún tươi, đây là bún nhá. Bún chấm mắm tôm, bún mắm tôm rất là số 1. Đấy. Thì nếu có thì các bạn cứ qua đây để mua. Thì mình sẽ chỉ cho các bạn một số cây thịt đi cái này. Thì các sản phẩm thịt này thì cũng có ở cái siêu thị, nhưng mà một số cái nội tạng như lòng liếc đồ thì như đây, tim gan gà này. Đây. Gan gà, tim gà, tim gà sẽ rất là rẻ, rẻ rất là nhiều so với lại các cái siêu thị mình mua ở ngoài. Ha. Chân gà, chân gà. Các bạn sẽ làm món chân gà nướng. Vịt nhà cũng hay. Đấy. Có vịt không? Ở đây có vịt không? Gà. Vịt đây. Vịt đây, anh quay em này. Đây là vịt nha các bạn. Vịt ở đây sẽ có giá 1.2 và có luôn. Đấy. Gia vị Việt Nam thì không có thiếu. Ở đây là ông chủ người Nhật nha, nhưng mà rất là hiểu ý. Rất là hiểu ý người Việt của mình và nhập rất là nhiều cái hàng Việt của mình về đây. Đã, các bạn có thể tìm thấy ở đây. Đây là riền đúng không? Đúng rồi. Đây là riền nè các bạn. Đấy. Đấy. Cái ga của mình là ga gì để mình nói là Noda Shimachi. Noda Shimachi nha các bạn. Noda Shimachi. Thì các bạn sống ở Noda Shimachi. Bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn tiếp một số các cái sản phẩm gia vị ở đây. Thì đây là cái khu vực đồ Thái nè các bạn. Đấy, thì đồ Thái thì mình không biết các bạn thích hay không, nhưng mà nó vẫn có bán ở đây. Tiếp tục là qua đây. Đây là các cái sản phẩm phở nè. T50. Đấy, đây nước tương, nước mắm nè. Đây nước mắm này mình thấy rất là cần thiết đối với người Việt mình ở đây. Đấy, 700 yên, khoảng 140.000 ở đây. Quay này cái tên Năm ngứ. Lúc này em chưa quay tên. Măng trắng. Măng trắng này. Măng này. Măng trắng của Thái Lan đó. Đấy. Cả có cái măng trắng luôn ha. Nấu chua rất là ngon. Chơi luôn. Rồi đi qua đây một số cái mình rất là thích, đó là tương bằng. Tương bằng, mắm nêm các kiểu thì đều có bán ở đây hết. Mắm nêm ăn với bún với cà thì là số 1, chứ không có gì hết. Đấy. Đây cảm tôm cũng có luôn. Đây. Có bán luôn nha. Mắm tôm đặc sản miền Bắc đấy. Đặc sản luôn. Thịt cho cho mắm tôm rồi hay là đậu hũ cho mắm tôm. Cũng có hết. Và đây là sa tế nè. Giờ sa tế là phải mua luôn nè. Đấy, hai hộp. Sa tế rất là cần thiết. Nhà anh mua luôn nha. Rất là ngon. Rồi, một
số cái mình giới thiệu cho các bạn nữa đó là cả tương ớt nè, tương ớt của Cholimet này ha, cũng có ở cửa hàng này luôn đấy. Rồi một số cái loại một để làm tiền bắp. Anh cuốn ai hoa hồi nè, đây nè, hoa hồi nè. À, đây đây đây, cái đó cần thiết đây các bạn ơi. Cái này là nấu phở ha, nấu phở là phải có hoa hồi. Có thịt bò mà không có hoa hồi là chưa thành món phở. Đấy, chơi luôn. Đấy. Vừa rồi nắm cái thịt bò không có hoa hồi. Thì phải nói là rất là nhiều cái sản phẩm mà nó được bày bán ở cửa hàng Việt, cửa hàng châu Á ở cái này. Một lần nữa là cái ga của mình là ga gì ạ? Noda Shimachi nha các bạn. Nhắc lại là Noda Shimachi, thì các bạn chỉ cần bước ra khỏi ga không 100m thôi là các bạn đã gặp cửa hàng này rồi. Đấy, Noda Shimachi đúng không? Ok, thì một dòng cái cửa hàng này nó nhỏ thôi nhưng mà nó cũng đã có rất là nhiều cái sản phẩm Việt Nam để cho mình phục vụ cho cái bữa ăn trong cuộc sống của mình khi mà mình xa xứ. Thì mình xin kết thúc cái video ở đây một vòng vậy thôi, đơn giản thôi. Và mình nhắc lại cái tên ga đó là Noda Shimachi. Nếu các bạn có nhu cầu, các bạn đang ở gần ở khu vực Honda thì các bạn cứ đến cái cửa hàng ở đây. IG Ken, đúng rồi, IG Ken Honda C, IG Ken. Thì các bạn có thể bắt tàu đến khu vực của cái Noda Shimachi để đến cái cửa hàng châu Á ở đây thì các bạn sẽ tìm thấy những cái sản phẩm của mình. Ok, thì nếu mà có video của mình thì nếu mà có hữu ích tới với các bạn thì xin các bạn hãy ủng hộ mình bằng cách like, subscribe cũng như đăng ký kênh của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào.